đau bà rong đi chịu bé ọt miền ta ngay ở nhai ba đấy nè anh cần xong mình thua tam bằng anh nhưng ấy này à to à anh thua mấy anh thua mấy nhưng mà lại trông việc tam bon đâu bon nó nông vàng như vậy anh chắc hết nâng bon thường mấy thường tam bon à tên thật anh chắc hết bà dạ từ khóc từ bà ha chỉ mất ta ôi sao bà thì chẳng trông thế nghĩ đồng với bon còn khác ồ chắc hết lưng nó nông vàng mà chỉ vì chỉ vật này hơi anh à lấy lọ ra bon bà chân nó không xung tay tầm lòng tới nên ngay cùng tích là thư ấy thư tam bong mà thư ấy thư tam ấy ui là chạy rùa ba ta bị xe mạo ba to ba chú mùi rộng nhạc thơ của ai trước mặt cây nhưng ba hơi được lên tầm à lấy trăm bơ tới rong nhạc thang của ca mà chơi bật tay dựng bán bao cả na chơi bật tay dựng bán dân nâng lên bật tay ai tên của cô ưu tài mà đó nữa đập bay bằng công và ông cha mình tới là sma tại nàng lại sai ta chơi bật tay dựng bán hai đến đây chơi bán á tuần công quay trong đặt chợ tôi chia thì sma ai đấy chơi bật tay dựng bán đặt nàng lại xe tùm có nẹ non lâu kia nẹ vậy ồ nẹ non lâu á đặt nàng lại xe mơ nẹ nàng bà chui bật tay yên bàn cho bà coi như phía bắc non mò hói nụ trâu vậy ôi nâng tôn nàng bà chui đó vậy yên bàn hay tự nhiên là ọt mít bà chẳng ngư dỗ mà trăm anh minh mơ mơ tôn nàng bà chui đó nè ư anh đua mà ngay anh mang cả ọt tầm mó anh tột tầm và lòng ọt vật mong mà các tôi có óc anh đừng lên thư là ma thống mà ông đây mùi bà ông á bà ông đang trong xua mà chắc chồng nàng là ói đồ ba này đồ ọt bán ba chứ mà quên ngoài tay nâng chứ đi ừ ở lâu tao chụp thường ai mắm á tao cao à sao tao tao cao chụp thường ai á nó nè cái khăn mà chung được dư biết không? Ông nè là hai mà đó nè là hàn mà đau hơi bên chân và ông tăng su ấy lư nè là hàn và su tàu à lo nè là hàn đấy ạ nên là ngon người lo từ nâu tập ông chân ơi màu vàng lá lư lá lư ta ai đó gần tàu trẻ của màn smart nói lại xem cú đó nè hay tôi ta lấy bà ăn đâu vậy ta mà anh đàn ông ai bây giờ mấy ta là mà từng đây ta mà anh được ấy anh cần đây môi bà ăn tôi bà ăn chẳng à bằng đây với tầm bà ăn suốt tầm đường lời ừ là lâu tao hiền ai nhá bằng anh non ấy ở cái tổ cao chung hiền ai đâu phải tổ cao chung hiền ai đâu câu tuôn anh tàu ai bị giặc mày nó có là thâu ta mà nhẫn thâu ta mà nhẫn chúng ta là ngôn đề đây là ngôn sọc chết à chẳng hạn thì ở đây mà bấy nhật qua về anh đó à sma đã nói sai anh nam đã khóa hàn nồng mục và tận nà này ập mừ thâu nam thì mệt thôi nè mà ai ta rồi nà bà tiền ôn ôi người tổng trói à rồi từ chung bà đó chẳng qua quên ra ôi lên ụt bùm ụt ụt ấy mà ấp chuông cửa à nè gặp nó hả đi ụt 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 con tạm nhạc là ăn mà chuột chứ à người anh tùng cư cả anh tùng chuông nó với bà ông nó nói tùng chuông xin bà ta bà tay nên nệ cái đâu vậy nó ngày trời phật tì cho nó người lấy anh đi chứ nhưng mà không phải anh ai bà anh ta là ọt nụ hồn anh nụ hồn à nhưng nó bà ông à ơi bà ông lọc ông tùm công cao phai công mà lâu rồi nè là hàn ba nè à ừ vô phòng ông giác
ແລະຫນ້າຫນ້າຂ້າຍເດີ້ບໍ່ແມ່ຄະຫານມາຈຸດເຈິງສູ່ມួយຫຼາຍມួយພະອົງສູ່ມួយຫຼາຍມួយຫັ້ນຕົມກັບຕົມລະອໍຫາຍແມ່ຄະຫານປະການນາໄພຊັ້ນອັນເລີຍເຈິງຕ້ອງສູ່ຖ້າເຈິງແມ່ຄະຫານບັນຈຸດບັດໄຕຂອງເຈິງແມ່ນເດປະການນາຕຸປະມະຄຸມມີຫາຍກັບຕົມອໍລະອໍນະລະອໍນະອັນເລີຍເຈິງຕົມຕ້ອງສູ່ຖ້າແມ່ຄະຫານເມິດຊມຸອີ ទុព្រះបង្គំជិះខ្ញុំមានឈ្មោះថាសំរិទ្ធិវង្សត្រាប់ទូសំរិទ្ធិវង្សហ្នឹងប្រកាសល្អណាស់ហើយសពថ្ងៃមានម្ដាយមានឪពុកឬក៏មានប្រពន្ធហើយឬនៅប្រកាសណាស់ថាសិនសពថ្ងៃទុព្រះបង្គំជិះខ្ញុំមិនក៏មានប្រពន្ធទេក៏ទូអត់ដឹងទេប្រកាសណាអូចិត្តបាននេះថាល្អណាស់ហើយណែងយើងនេះគេចង់បាន អ្នកដែលបរិសុទ្ធសាកសមនឹងបត្រីរបស់យើងចឹងបានន័យថាឯងអត់មានប្រពន្ធឬក៏អត់មានតូនអីទេប្រកាសណាទូប្រពន្ធខ្ញុំអត់មានប្រពន្ធទេក៏ទូហើយទូអត់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូនអ្វីទាំងអស់ក៏ទូអត់មានឪពុកម្ដាយទៀតចឹងបានន័យថាឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅហើយតែនេះប្រកាសណាចឹងបានថាឯងមិនក្មេងកំព្រាប្រកាសណាស្រីស្រីក៏ល្អណាស់ល្អណាស់ ហើយបត្រីយើងមកគល់នឹងនិយាយទៀតចឹងខ្មួយឯងនៅចឹងស្នាតាមយើងនិយាយជាមួយបត្រីយើងមកផ្លែសិនណាប្រកាសណាផ្សេងទៅឯណាបត្រីបៃតាឡោះឲ្យបត្រីបៃតាឥឡូវចេះបៃតាចង់សួរបត់បន្តិចណា ព្រះបិតាតាបត់ពេញចិត្តនឹងបរិញ្ញាណនេះយោព្រះបិតាមានបន្ទូលថាម៉េចនឹងបើទោះជាមិនយល់ទេព្រះបិតាបរិញ្ញាណនេះខ្លាំងពូកែចេះមកជួយបត់ខែរក្សាបត់បានល្អណាស់បត់កាលណាបត់ត្រីយកបង្គោលម្នាក់នេះធ្វើជាហើយសីជាបត្រារបស់ព្រះអង្គរបស់ទ្រង់ព្រះបិតានេះបិតាសប្បាយចិត្តណាស់ចេះគ្នាពូកែខ្លាំងណាស់ បាច់គុណក៏ពូកែអាចជួយព្រះនគរយើងបានណាបត្រីបាទបិតាកថាលោកខ្ញុំម្ចាស់តើឲ្យលោកខាងនោះមែនទេព្រះបិតាបិតាហើយតើបត្រីប្រោកអត់ព្រះបិតាបាទព្រះបិតាមានបន្ទូលទៅហើយនោះខ្ញុំម្ចាស់មិនចង់ទៅក្រាបទូលឲ្យតែបិតាគិតថាលោកម្នាក់នោះការពារនគរក៏បងយើងល្អនោះបាទតាមព្រះបិតាទៅចុះក្រាបទូលល្អណាស់បត្រីបិតា មើលហើយមកនេះជប់នឹងយើងសិនប្រកាសណាស់ផ្សេងតើឯងឈ្មោះអីមិនយើងភ្លេចអស់ហើយទូប្រពន្ធឈ្មោះថាសំរិទ្ធិវង្សអូសំរិទ្ធទេប្រកាសណាឥឡូវចេះយើងនឹងសពតៃរបស់ឯងណាចង់លើកបតៃរបស់យើងឲ្យតែឯងតែឯងប្រោះអត់ ទូប្រពន្ធគុំជិះខ្ញុំមានប្រកែកនារីបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេបើសិនជាព្រះអង្គទាំងធ្វើអ្វីមកលើទូព្រះបង្គំទូព្រះបង្គំប្រងទាំងអស់ក៏ទូលល្អណាស់សម្រាប់ព្រះអង្គឥឡូវចេះយើងប្រគល់បត្រីរបស់យើងតាមម្នាក់គត់សម្រាប់ឲ្យឯងថែរក្សាចឹងតាំងពីពេលនេះតទៅយើងនឹងឲ្យឯងធ្វើជាមេតបទី1ប្រចាំរបស់វិជ្ជាវងរបស់យើងណាអរគុណណាអរគុណណាព្រះអង្គចឹងបត្រី បិតាទុកចិត្តលើបរិញ្ញាណនេះហើយណាតែថែរក្សាបត្រីបានចឹងបិតាគិតថាអស់កម្លាំងណាស់គិតថាទៅសម្រាប់បន្តិចណាបត្រីឡោះណាចឹងសម្រាប់ដំបងជួយថែរក្សាបត្រីនេះបានល្អផងណាប្រកាសណាអរព្រះគុណហើយកាប់ទូចឹងយើងទៅដំណាក់ហើយណាបត្រីចឹងទៅកាប់ទូពលានទៅអស់គ្នាបាទនាំយើងទៅបន្ទប់ណា ព្រះនិងអង្គបតីទូប្រពន្ធបានចូលក្នុងទឹកតីបុរីនគរហើយទូក្នុងមហាកណ្ដាលទឹកតែពេលនេះទូប្រពន្ធបានឃើញនៅក្នុងបរិវេណចាំវិញមានពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយទេធំដ៏ស្គមស្កាយទូប្រពន្ធជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់មិនមែនខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំថាបានត្រង់មិនមែនទេ
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ឥឡូវនេះទីព្រះមកគុំរកកន្លែងសម្រាប់ឲ្យក្រទូ